Thưa quý vị, ngày 3 tháng 7, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức tuyển dụng cộng tác viên nhập liệu làm việc online tại nhà. Nạn nhân là chị DT, 38 tuổi, ngụ quận Tân Bình. Theo trình báo ngày 9 tháng 6 qua Facebook, chị T biết Nguyễn Thị Thúy An đăng tin công ty Simon tuyển dụng cộng tác viên nhập liệu làm việc online tại nhà với tiền hoa hồng là ít nhất 50.000 đồng một đơn hàng. Sau khi kết bạn, chị T được An hướng dẫn nhấp vào đường link và làm theo các bước. Sau 2 ngày làm việc, chị T nhận được số tiền hoa hồng 200.000 đồng do An chuyển. Ngày làm việc thứ 3, chị T được hướng dẫn chuyển thanh toán các đơn hàng có giá trị lớn hơn 5 triệu đồng một đơn, 10 triệu đồng một đơn. Sau đó, An thông báo hệ thống bị lỗi, chưa hoàn tiền hoa hồng được nên yêu cầu chị T tiếp tục chuyển các đơn hàng giá trị cao hơn. Do mong muốn nhận lại số tiền đã chuyển nên chị T tiếp tục làm theo hướng dẫn cho đến khi chuyển hết số tiền có trong tài khoản. Trình báo với công an, chị T cho biết đã chuyển khoảng 11 lần qua Internet Banking với tổng số tiền là trên 411 triệu đồng. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy trả lời, chị T tìm đến địa chỉ công ty Simon do An cung cấp. Công ty này cho biết các đối tượng đã mạo danh, thực tế công ty không có nhu cầu tuyển nhân viên làm việc nhập liệu tại nhà. Biết mình bị lừa, chị T báo công an quận Tân Bình. Công an cảnh báo đây là một trong các thủ đoạn lừa đảo qua mạng rất phổ biến hiện nay mà người dân cần cảnh giác. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.